Trần Quán Lâm bị vợ cũ vu oan đến uất nghẹn, vất vả kiếm tiền mua sữa cho con. Có lẽ câu nói nam chính dành cho nữ chính, còn nam phụ thuộc về khán giả, đúng hoàn toàn trong trường hợp của bộ ba nhân vật chính của bộ phim kinh điển Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài 2007. Hiếm có một nam phản diện nào lại chiếm nhiều tình yêu của khán giả như nhân vật Mã Văn Tài do Trần Quán Lâm thủ vai. Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài 2007 là một phiên bản đặc biệt nhất trong lịch sử. Không phải vì độ thành công mà bởi đây là bản phim duy nhất mà ở đó Mã Văn Tài được yêu mến, thậm chí là ác vía nam chính. Đảm nhận vai Mã Văn Tài si tình năm đó là trai đẹp cực phẩm Trần Quán Lâm. Với ngoại hình điển trai và diễn xuất có chiều sâu, Trần Quán Lâm đã thể hiện xuất sắc nhân vật Mã Văn Tài. Anh cũng được khán giả yêu thương, ưu ái gọi với cái tên Mã Văn Tài đẹp trai nhất trong mọi phiên bản Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài. Trước vai diễn kinh điển, Trần Quán Lâm đã là gương mặt quen thuộc của khán giả xứ Đài. Anh đảm nhận nhiều vai phản diện, từ công tử hào hoa đến nam phụ si tình. Nhưng không thể phủ nhận, Mã Văn Tài là vai diễn thành công nhất của nam tài tử. Trong các phiên bản Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài trước kia, nhân vật Mã Văn Tài luôn được khắc họa là kẻ độc ác, khiến khán giả ghét cay ghét đắng. Thế nhưng ở bản phim 2007, biên kịch đã có nhiều thay đổi, xây dựng Mã Văn Tài thành một nhân vật đa diện hơn. Theo đó, Mã Văn Tài vô cùng liễn trai, văn võ song toàn và có nội tâm cô độc. Đường nét cư nghị, mang đậm khí chất phong trần cùng đôi mắt phượng hút hồn. Không quá khó hiểu tại sao Trần Quán Lâm có thể khiến khán giả quay xe, đứng về phía một nam phụ phản diện. Lên Hương nhờ diễn vai phản diện quá xuất sắc, Trần Quán Lâm cũng chịu nhiều khốn khổ vì nó. Chính những vai diễn này đã khiến khán giả vô duyên vô cớ nghi ngờ nhân cách của Trần Quán Lâm, để tới khi anh gặp ồn ào, khán giả không chịu tin rằng anh bị oan. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Trần Quán Lâm với diễn viên Trịnh Trọng Nhân từng làm hao tốn không ít giấy mực của báo giới Đài Loan. Chỉ sau 3 tháng công khai quan hệ yêu đương, hai người đã đính hôn và sau đó tổ chức lễ cưới. Thế nhưng mối tình yêu vội cưới gấp này chẳng kéo dài bao lâu, Trần Quán Lâm và Trịnh Trọng Nhân ly hôn trong ầm ĩ chỉ sau hơn một năm chung sống. Cụ thể, Trần Quán Lâm từng bị vợ cũ Trịnh Trọng Nhân kiện ra tòa vì tác động vật lý, ngoại tình, nhân cách tồi tệ. Thời điểm này, khán giả chọn tin mỹ nhân họ Trịnh và quay lưng với Trần Quán Lâm. Bị khán giả quay lưng, Trần Quán Lâm thậm chí còn có suy nghĩ dại dột để kết thúc tất cả. Vì ấn tượng về các vai diễn phản diện của Trần Quán Lâm quá sâu, nên công chúng đều tin những lời tố tội của Trịnh Trọng Nhân. Họ cho rằng ngôi sao họ Trần thực sự có vấn đề về nhân cách, là một tên đại ma đầu đáng sợ. Họ chỉ trích anh gay gắt, vì thế sự nghiệp của Trần Quán Lâm đi xuống nhanh chóng. Trong khi đó, vợ cũ của anh nhận được sự đồng cảm của mọi người, gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Bị dư luận chỉ trích sự nghiệp đi xuống, Trần Quán Lâm vô cùng suy sụp, đã có lúc anh muốn nhảy từ trên cao xuống để kết thúc tất cả. Thế nhưng may mắn tình yêu đã đem anh trở lại. Trong thời gian khủng hoảng nhất, Trần Quán Lâm nhận được điện thoại từ bạn gái cũ Tạ Tâm Di. Cô nói, em chỉ muốn nói với anh rằng, dù cả thế giới không tin anh, em vẫn tin anh. Em tin anh không phải hạng người đó. Khi nghe những lời này, Trần Quán Lâm như người đang đuối nước vớ được cọc. Khi bị cả thế giới ngoảnh mặt, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh chính là người bạn gái cũ Tạ Tâm Di. Cô đã ở bên cạnh động viên và trở thành trụ cột tinh thần để nam tài tử vực dậy. Sau khi bình tâm, Trần Quán Lâm quyết định làm lại cuộc đời, sống thật tốt và dùng thời gian để chứng minh trong sạch của bản thân. Thời gian đó, anh quay lại với bạn gái cũ Tạ Tâm Di và cả hai đón con trai đầu lòng vào năm 2009. Thời gian đã minh chứng tất cả cho sự trong sạch của Trần Quán Lâm. Sự thật dần hé lộ khi có người nhân chứng kể lại rằng chính vợ cũ Trịnh Trọng Nhân là người đã nói dối trước tòa. Cô thường xuyên nghi ngờ chồng và ghen tuông vớ vẩn. Những dấu tích mà cô dùng để làm bằng chứng bôi nhọ chồng cũ là hậu quả của những tác động vật lý mà cô tự gây ra khi quy chụp và ghen nhầm người. Thời gian đó, Trần Quán Lâm đóng chung một bộ phim với nữ diễn viên Lâm Lập Thành. Nghi ngờ chồng ngoại tình với bạn diễn, Trịnh Trọng Nhân đã xông vào phòng karaoke, nơi đoàn phim liên hoan hát hò. Cô làm ầm cả phòng hát. Khi đó, Trần Quán Lâm đã cố gắng can ngăn vợ. Trong quá trình giằng co, tay của Trịnh Trọng Nhân bị một số vết bầm. Cô đã dùng những vết bầm tím này để tố cáo chồng tội tác động vật lý. Sau khi ly hôn, Trịnh Trọng Nhân tiếp tục tố chồng vô trách nhiệm, không chu cấp tiền nuôi dưỡng con gái. Thế nhưng những điều này không đúng sự thật. Trần Quán Lâm vẫn còn giữ nhiều phiếu gửi tiền trợ cấp hàng tháng cho con. Dẫu được trả lại trong sạch, sự nghiệp của Trần Quán Lâm cũng chẳng thể phát triển khi anh đã đi qua giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp diễn viên. Cũng đúng một thời gian dài vì thất nghiệp ở Trung Quốc đại lục, nam diễn viên trở lại Đài Loan để đóng vai phụ trong những bộ phim gia đình dài hàng trăm tập. Ở vai diễn nào, Trần Quán Lâm cũng diễn hết mình, anh trân trọng từng cơ hội được đứng trước ống kính máy quay. Từ khi con trai chào đời, Trần Quán Lâm cũng đoạn tuyệt với hình tượng phản diện, chỉ nhận những vai chính diện trên màn ảnh mà thôi. Anh từng chia sẻ với phóng viên, tôi không muốn sau khi lớn lên, con trai tôi phải xấu hổ vì bố chuyên đóng vai phản diện, không thân thiết với tôi. Từ bỏ hình tượng quen thuộc đồng nghĩa với việc Trần Quán Lâm phải bắt đầu lại, không còn cơ hội nhận được những vai diễn nặng ký nữa. Dù vậy, nam diễn viên vẫn rất lạc quan, vì tuy công việc vất vả hơn vì kiếm tiền sữa bột cho con, nên chịu khổ một chút cũng chẳng sao.
Ở tuổi 49, Trần Quán Lâm viên mãn bên bà xã và con trai cưng. Anh đã nhận nuôi một bé gái vì khát khao có con gái, nhưng hai lần thụ tinh nhân tạo đều thất bại. Hiện tại, Trần Quán Lâm lựa chọn sống một cuộc sống giản dị, bầu bạn với bà xã, chơi game cùng con trai, nấu ăn cho bố mẹ và thỉnh thoảng anh nhận các vai phụ và nhỏ để đỡ nhớ nghề. Nhan sắc của Trần Quán Lâm chưa bao giờ được ngừng ca ngợi, khán giả cũng tiếc nuối cho sự nghiệp của nam tài tử, vốn dĩ còn có thể bước tới đỉnh cao hơn nữa. Sau bao biến cố, Trần Quán Lâm luôn vui vẻ, lạc quan tiến về phía trước và bằng lòng với cuộc sống hiện tại.